Đàn poodle 18 ngày tuổi đã đi xong, con no rồi, con thì vẫn còn đang ti. Tầm này thì cái ti của mẹ đang căng nhưng mà con nó ti xong một lượt cái xẹp lép, buộc phải bổ sung cái canxi cho con chó mẹ, canxi nano. Nếu không muốn con chó mẹ nó bị thiếu canxi co giật. Đây đây, để anh quay video một cái nào. Đứng như người mẹ, cầm hai cho chắc nhé. Được. Hí hí. Muốn ngủ chưa? Ăn no là muốn ngủ rồi. Đang tìm chỗ nằm rồi. Giống poodle là một giống nó rất là khôn. À, lôi nhau, hai đứa này đang lôi nhau này. Và nó có một cái lợi thế là nó không có thay lông. Đấy. Thôi được rồi, đấy để quay video con tí. Nào quay mặt vào đây, sợ gái lại còn ngại cái gì. Quay mặt vào đây để quay video ngắm em tí. Nó được chủ bế là nó cũng thích lắm. Kiểu là hưởng thụ. Tôi nằm vào đây. Định nô nhau cái tiếp, cái là mắt nó mở to hơn là con đực nha. Bế lên cái mắt lim dim ngay rồi đấy, nhìn cái đuôi của chúng nó đấy, lũn cũn, còn này thì sẽ không vào. Con này thì không cắt đuôi mà sẽ gì, cái chiếc này mắt hôm nay em nhìn đã rõ chưa, đã nhìn thấy gì chưa? Hay là gọi là ấy thế thôi, đã nhìn thấy gì chưa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tầm này thì nói chung nó chưa mọc răng. Mở mắt thôi, mở mắt thôi. Đem được đây, mắt của con đực này nhìn nó theo cái kiểu nó ấy hơn, nó không có kiểu mở to như mắt con cái, con đực mắt nó bé mắt hơn. Ok. Ngủ đi, mấy đứa ngủ đi, định trèo ra ngoài đi à? Không có trèo ra ngoài đâu, nằm còn vào chỗ đi. Thôi con ăn no rồi, mi đi ra ngoài, mi ra ngoài đi, mi mi đi ra ngoài, con ăn no rồi.
Đây, mỗi đứa nó nằm một chỗ nó đang ngủ rồi đây. Này, nó nâu này. Trời, gặp chân con khác. Nhưng mà không có đứa nào nó muốn nô cùng cả. À, cũng có đối. Này, con này thì đã rúc vào đây, sau lưng mẹ để ngủ. Con thì gặm chân con khác chơi, còn một con thì gặm vải chơi. Sắp xếp để cho hai đối thủ này gặp nhau nhá. Đây, hai đối quay mặt vào nhau. Hai đối cô lại không muốn gặp nhau à? Không muốn đối diện à? Muốn chơi nhưng mà lại... cuối cùng túm lại là cũng muốn rút vào chỗ mẹ nào. Này là đực nè. Đực không? À, cái đi chưa được đâu. Đi chưa vững. Mẹ cho ti no quá, đi lưu siêu cả. Muốn bỏ ra hả? Không được đâu, ở trong này cho nó ấm, không bỏ ra ngoài. Muốn ra ngoài chơi thì cũng phải mấy hôm nữa. Mi có ra ngoài thì ra đi. Mi đang canh cửa vì con Chihua đang lại gần chỗ này. Ở đâu nó chạy rồi, nó không có ở đây nữa rồi. Đây, ra canh cùng với mẹ này. Thôi mấy đứa ngủ đi, ăn no rồi ngủ đi. Ngủ thôi. Ôi, xin chào mọi người nhé, đăng ký kênh để xem các cái video về các cái giống chó mà vườn bách chó Gavi nuôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you and see you again.